ơi, trắng ban mai, cô mời cả lớp trả bài được không? Cô hỏi chẳng lẽ làm thinh, thật ra cô giảng của mình cô nghe. Em thì chăm chú lắng nghe, nhưng mà không hiểu quần què gì luôn. Nhìn em chẳng giống học trò, nhìn như là mấy con bò học văn. Em đâu có dốt như bò, cô mà dạy giỏi thì trò mới ngoan. Thầy cô là kẻ đưa đò, chứ đâu phải kẻ đưa bò sang sông. Bây giờ học lý thôi nào, cái gì đã rớt vào đầu Newton? Mong là một quả dừa khô. Hoặc là trái mít xây mồm luôn. Tiếng Anh lấy vỡ ra nào. Tiếng Anh như mấy cành đào đầu năm. Ý là cái góc mất tâm, đi thi đọc nói như câm với mù. Cho cô cảm nghĩ của em về quả ăn khế người em đền vàng. Con quạ đầu óc ngu si, tự bay mà lấy vàng đi rồi về. Vác thêm một đứa nặng nề, bay không cẩn thận lúc về thành vong. Biết điều đừng có ngóng chờ, cho cô định nghĩa hữu cơ đi nào. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Ở đây không phải lớp thường, về xem lục bát, tăng cường thêm mô. Hữu cơ thành phần chữ C, CO không tính lẫn CO2. O2 là cái O gì? O2 nói thật ra là O2. Hợp chất chứa muối carbon cũng không được tính, nhớ hôn cả nhà. 10 điểm. Ơ kìa thói đời lái đò, dạy trò thì nhớ còn mình thì quên. Lâu lâu quên xíu thôi mà, thôi thì hoan hỉ tặng em con 10. Mày ơi, phan quái xong chưa? Ráng ôm cái trụ mà chờ đợi tem. Thằng đừng nó quá cứ bụ. Trời ơi, mày thấy sao giờ mới là? Á đù, mày ngộ ta. Chơi ngu thì chịu, ngộ cha mẹ mày. Rừng nhà là việc của mày, không lo mày giữ vợ cây cái gì. Dẹp mẹ mày mốt khỏi chơi. Đừng mở họng chó mà đòi đánh chung. Ôm trụ phải biết lâu nghe. Dẹp ra cho mẹ mau mau, cúi đầu. Mới bê đây em đâu biết vui vậy đâu. Bây giờ mà em mày biết cái gì không? Trời ơi, tao biết cái con gì đâu. Cái mồm như cái bồn cầu. Em mà không có giỡn đâu má. Chuyện này chấn động vãi nha. Tao nghe muốn xỉu từ nhà tới đây. Cái gì kể lẹ đi bà. Có gì cứ nói đại ra đi trời. Mà thôi chắc để ra chơi. Nói nhanh chứ để một hồi quên nha. Làm sao quên được hả bà? Chuyện này nhắc tới thành ma vẫn còn. Ơi, một là nói lẹ nha con, hai là tao tái cái lon vô đầu. Mắt nghe mà má làm màu. Kể nhanh câu chuyện như nào được không? Thì biết nhỏ Quỳnh hơn. Ủa, con nhỏ đó có chồng hay sao? Bậy rồi, nó với thằng nào? Là thằng bị gọi xe bao đó à? Đúng nó đó bà. Rồi sao sao nữa, kể ra nhanh liền. Thì Quỳnh Hào với con Uyên. Uyên là con chó cái nào nữa bà? À thôi, chuyện của người ta, đừng liên quan méo gì mà kể chi. Thôi bà ngồi ở đây đi, tôi đi học tiếp bài thi nha bà. Bạn ơi, làm toán xong chưa? Còn vài câu nữa chắc chưa làm xong. Ủa, bao giờ mới xong nào? Chắc là khoảng độ giúp sau á trời. Trời ơi, bạn ơi. Sao không tự học suốt ngày hỏi tao? Tại vì tâm trí bị bào. Tâm trí mày bị mòn hao bởi gì? Mèo 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 mèo. Tâm trí lân mất là do gì? Nghĩa này này cái quần quê. Tuần này lên trễ quá nhiều. Lớp thi đua vậy là tiêu luôn rồi. Lên đâu? Em đứng lên coi. Anh rồi đi học, có nhiêu cũng lười. Em mau xin lỗi lớp mình vì đã ảnh hưởng công trình thi đua. Lớp ơi, mình mạn phép được tâm sự vài điều với lớp. Khẩn trương đừng để lớp chờ. Em nhây rồi đến bao giờ mới xong? Đầu tiên xin lỗi đến cô vì em đã quá hồ đồ trước đây. Đi trễ đã rất nhiều ngày, làm cho tất cả cô thầy bận tâm. Đêm qua em đã khóc thầm, nghĩ mình sao quá vô tâm dại khờ. Xin lỗi lớp chuyện trước giờ, xin lỗi lớp trưởng chiếc cờ sáng nay. Xin lỗi quá khứ tương lai, xin lỗi đứa bạn mỗi ngày ngồi chung. Xin lỗi đến bậc phụ huynh, con đã không biết giữ mình chăm ngoan. Xin lỗi đến tổ chức đoàn, xin lỗi hiệu trưởng phòng ban cả trường. Xin lỗi đến ủy ban phường, em chưa là một tấm gương tốt lành. Xin lỗi các bậc cha, xin lỗi tất cả người quán nước mình. Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Ủa? Mẹ làm thức khuya làm bài thơ.